Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong lòng di sản Hoàng Thành Thăng Long, ngoài những dấu tích kiến trúc cung điện kéo dài từ Lý, Trần, Lê, Nguyễn, còn tồn tại cả một hệ thống các di tích cách mạng. Là tổng hành dinh, nơi tiếp nhận thông tin và phát đi các chỉ đạo quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Do đó, những công trình hầm ngầm độc đáo dưới lòng Hoàng Thành Thăng Long chứa đựng rất nhiều bí mật chấn động về cách mạng Việt Nam bị chôn sâu giấu kín suốt hàng chục năm. Những hầm ngầm đặc biệt với kết cấu có thể chống bom nguyên tử đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước. Hơn nữa, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đã làm việc tại nơi này trên 7.000 ngày đêm với hơn 1.000 cuộc họp mang tính quyết định gắn liền với tên tuổi của những nhà lãnh đạo cấp cao là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng. Rốt cuộc, thực hư về hai hầm ngầm đặc biệt có thể chống bom nguyên tử của Hoàng Thành Thăng Long là gì? Có những bí mật gì bên trong hệ thống hầm ngầm mà các nhà cách mạng đã giấu kín suốt thời gian qua? Tất cả sẽ được giải mã trong video ngay sau đây. Hoàng Thành Thăng Long hay còn gọi là Khu A, thành cổ Hà Nội, từng là nơi làm việc của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và các cơ quan như Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần. Đây chính là tổng hành dinh, tiếp nhận thông tin và phát đi các chỉ đạo quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nằm dưới lòng Hoàng Thành có hai hầm ngầm bí ẩn chống bom nguyên tử. Hầm nhìn bên ngoài như một nhà kho nhỏ, thuộc loại công sự phải diềm sâu trong mực nước ngầm nên thân công sự được sử dụng loại bê tông mịn phòng nước. Đến nay sau gần 50 năm sử dụng, hầm vẫn đảm bảo không thấm nước. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đã làm việc tại nơi này trên 7.000 ngày đêm với hơn 1.000 cuộc họp quan trọng trong thời gian từ 1966-1967, 1969-1970, 1971-1975 nhằm lãnh đạo tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước. Rốt cuộc, bí mật đằng sau hệ thống hầm ngầm chống bom nguyên tử trong lòng Hoàng Thành Thăng Long là gì? Phía dưới Hoàng Thành Thăng Long có hai công trình độc đáo, gồm hầm Quân ủy Trung ương D-67 và hầm chỉ huy tác chiến T-1. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đã làm việc tại nơi này trên 7.000 ngày đêm với hơn 1.000 cuộc họp quan trọng trong thời gian từ 1966 đến 1967, 1969 đến 1970, 1971 đến 1975 nhằm lãnh đạo tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước. Nhà D-67 thuộc khu A thành cổ Hà Nội là một di tích lịch sử cách mạng, một công trình đặc biệt bên cạnh những di tích kiến trúc cổ xưa, ghi dấu ấn tiêu biểu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Di tích lịch sử D-67 gồm có nhà D-67, hầm ngầm D-67 và nhà con rồng. Theo thông tin của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội năm 1966, Mỹ bắt đầu dùng không quân đánh phá thủ đô Hà Nội. Mức độ đánh phá ngày càng ác liệt. Năm 1967, để đảm bảo nơi làm việc của cơ quan tổng hành dinh trong chiến tranh, Bộ Quốc phòng quyết định xây dựng một ngôi nhà trong khu A, Sở Chỉ huy, Bộ Quốc phòng tại Hoàng Thành, Thăng Long. Đây là một công trình được xây dựng hết sức đặc biệt về cấu trúc và kỹ thuật, gồm một kiến trúc ở trên và một hệ thống hầm ngầm phía dưới. Đại tá Mai Trung, nguyên chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Công binh, một trong hai người được giao thiết kế hầm D-67 cho biết, hầm có hai đường dẫn xuống bắt nguồn từ hai phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng trong nhà D-67. Đường hầm rộng 1,2m, có 45 bậc cầu thang bê tông, Chascalito. Đi sâu xuống 10m là hệ thống văn phòng của hầm D-67 gồm 3 phòng. Trong đó, phòng họp hình chữ nhật, nền lát gạch, có một cửa ra vào. Phòng trực ban, thông tin dành cho thư ký và để máy móc, điện đài. Phòng chứa các thiết bị thông hơi lọc độc, cung cấp không khí sạch cho người sử dụng khi hệ thống các cửa đóng kín. Toàn bộ hệ thống hầm ngầm đều liên hoàn đường điện máy phát. Cửa ra của hầm dẫn lên nhà con rồng. Công trình có 3 lối lên xuống theo bậc cầu thang, có 2 lớp cửa sắt thép sơn xanh dùng để chống sóng xung kích của bom đạn nổ dội vào công trình, có thể ngăn nước và khí độc. Đại tá Mai Trung cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, trên nóc công trình là lớp cát đệm và tấm bê tông cốt thép mắc cao, tăng cường có đủ chiều dày và bề rộng để khi bom nổ phía trên nóc hay bên cạnh đều không gây tác hại tới công trình. Hầm D-67 cũng có khả năng chống lại được các loại bom tấn, bom xuyên. Nguyên là cán bộ Bộ Tư lệnh Công binh, Đại tá Nguyễn Văn Tý khẳng định, hầm D-67 là công trình đặc biệt phải sử dụng 3.000 tấn bê tông để hoàn thiện. Không có công trình nào mà tất cả những gì tốt nhất từ tinh thần, trí tuệ, trang thiết bị đều tập trung như hầm D-67, Đại tá Tý nói. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1976, về trước là Đảng Lao động Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại đây từ tháng 9 năm 1968. Nhà D67 là một thành tố cơ bản của tổng hành dinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong di tích nhà D67 có phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đây là nơi phát đi hàng ngàn bức điện khẩn tối mật gửi đến các chiến trường, là nơi họp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ và trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Nhà D67 vẫn được Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý và sử dụng từ năm 1975 cho tới năm 2004 thì được bàn giao cho Ban Quản lý Thành cổ Hà Nội, trở thành khu vực phi quân sự và hiện là một di tích lịch sử cách mạng đặc biệt trong Thành cổ Hà Nội. Ít được biết đến hơn là hầm gần khu làm việc của Cục Tác chiến. Mặc dù có quy mô nhỏ hẹp, đơn giản hơn, nhưng căn hầm này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta. Hầm T1 đã được xây dựng năm 1964. Lúc này, Mỹ đánh phá ra miền Bắc. Để đảm bảo nắm được tình hình cả nước, toàn bộ chiến trường Đông Dương và chỉ huy thông suốt trên các chiến trường, Bộ Quốc phòng yêu cầu xây dựng một công trình an toàn tuyệt đối, phòng chống được các loại bom đạn thời kỳ đó. Đại tá Nguyễn Văn Tý, nguyên trung đoàn trưởng 259B, Bộ Tư lệnh Công binh, người phụ trách xây dựng hầm chỉ huy tác chiến T1 cho biết, do thời gian cấp bách, đơn vị thi công và thiết kế phải phối hợp chặt chẽ, vừa làm vừa thiết kế chứ không chờ thiết kế xong rồi làm. Để đảm bảo thời gian, chúng tôi phải tập trung lực lượng, có khi thi công cả ngày lẫn đêm, các trang thiết bị được ưu tiên cho công trình trọng điểm, làm trong bí mật và không được phép sai sót. Theo thiết kế, hầm T1 được thi công nguyên khối, có một phần chìm, có lớp giãn lực bằng đệm không khí. Thiết bị đảm bảo an toàn gồm có cửa nặng phòng chống áp lực, cửa nhẹ kín phòng độc và phóng xạ. Khi có người ra vào hay mặc đồ phải chống độc và vệ sinh phòng độc. Hầm cũng có hệ thống thông hơi lọc độc, lượng hơi vào qua một hệ thống phòng sóng, sau đó đến phòng lọc bụi độc. Nếu để không khí có độc sẽ được lọc đưa vào hơi sạch vào. Trên nóc hầm có điều hòa nước và một hệ thống bể nước để chạy máy điều hòa không khí. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, người từng làm việc trong căn hầm từ những năm 1968 nhớ lại. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ thiết kế, xây dựng nhà hầm được giao cho Bộ Tư lệnh Công binh. Một số bộ phận như máy thông hơi, lọc khí, cửa sắt, điện đài, loa truyền thanh được nhập từ Liên Xô. Khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều trung đoàn chuyên môn được huy động đào, xây hầm từ cuối năm 1965 đến giữa năm 1966 thì đưa vào hoạt động. Để giữ bí mật, Bộ Tư lệnh Công binh đã được lệnh phá sập toàn bộ tầng 2 tòa nhà Cục Tác chiến để ngụy trang, che mắt máy bay do thám của địch. Dưới đống đổ nát hoang tàn đó, các cơ quan, đơn vị vẫn âm thầm hoạt động, đảm bảo hoàn toàn bí mật. Đại tá Nguyễn Quán Hồng, nguyên cán bộ Bộ Tư lệnh Công binh cho biết thêm, do địa hình chật hẹp, mặt bằng lớn nên hầm T1 không thể xây dựng thân công sự chìm sâu dưới lòng đất giống như những hầm ẩn nấp thông thường đã làm từ trước ở khu vực có địa hình bằng phẳng. Hầm được thiết kế bán nổi, trên nóc là bê tông cốt thép ngăn không cho đạn nổ sát cạnh thân công sự. Hầm có lớp chắn phía trên và hai bên phần nổi. Nếu bom đạn rơi trực tiếp thì phải qua lớp tăng cường, lớp giãn lực, lớp đệm cát rồi mới tới trần công sự. Hầm T1 nhìn bên ngoài như một nhà kho nhỏ thuộc loại công sự phải dìm sâu trong mực nước ngầm nên thân công sự được sử dụng loại bê tông mịn phòng nước. Đến nay, sau gần 50 năm sử dụng, hầm vẫn phải đảm bảo không thấm nước. Với vai trò là nơi đầu tiên tiếp nhận những thông tin quân sự, kiếp trực ban dưới hầm chỉ huy tác chiến, Bộ Tổng tham mưu có nhiệm vụ đưa ra những phương hướng tác chiến, bảo vệ miền Bắc, thủ đô Hà Nội, đưa ra những đề nghị xử lý tình huống tác chiến trên các chiến trường BCK khi đó. Do phải đảm bảo tính bí mật, chỉ có 3 người trong kiếp trực ban mỗi ngày cùng với các tiêu đồ viên, một liên lạc viên lo việc truyền tin cấp dưỡng cùng với các chỉ huy cấp cao mới được phép vào hầm. Khi có tình hình khẩn cấp mới tăng cường thêm người trong kiếp trực. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh bồi hồi kể lại, khoảng thời gian từ năm 1965 đến 1973, giặc Mỹ điên cuồng thực hiện hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cuối năm 1972, nhiều tin tức tình báo quân sự cho thấy, Mỹ đang tập trung lực lượng quân sự không quân và hải quân để thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai. Tối 18 tháng 12 năm 1972, nhận được thông tin B-52 đã cất cánh từ Guam, Otapao, Thái Lan, nhiều tốc bay dọc sông Mekong lên phía Bắc. Các lực lượng chiến đấu sẵn sàng vào cấp 1 xong, tôi đã điện thoại báo cáo đồng chí Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng. Lúc này, nhận thấy thời gian cấp bách, sợ bị động trước cuộc tấn công bất ngờ,
tôi liều xin phép được bấm nút báo động phòng không trước quy định vì tình hình diễn biến quá nhanh. Được sự đồng ý của đồng chí Văn Tiến Dũng, tôi đã bấm nút báo động máy bay địch ném bom trước thời hạn 5 phút. Tiếng còi báo động vang lên trên nóc tòa nhà Quốc hội rồi từ từ lan ra toàn thành phố. Trong hầm, điện thoại liên tục đổ chuông. Cả kiếp trực ban gồm 3 người chúng tôi chỉ kịp nhấc máy và trả lời cùng một câu: yêu cầu đồng chí xuống ngay hầm phòng không. 19h45 phút, hàng đoàn pháo bay dài B-52 bắt đầu trút bom xuống Hà Nội và các vùng phụ cận. Cả Hà Nội rung chuyển trong tiếng bom, căn hầm cũng nhiều lần chao đảo. Lửa dưới phòng không rạng sáng sực cả bầu trời. Thông tin chỉ huy và báo cáo tình hình được truyền đi liên tục. Mọi người vẫn thấp thỏm lo âu vì chưa nhận được bất cứ tin tức gì về những chiếc B-52. 20h30 phút, các đồng chí trên đài quan sát ở Kỳ Đài trong Hoàng Thành hò reo. Máy bay bị bắn rơi phía Đông Anh cháy rất lớn. 3 phút sau, thông tin báo về Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân, một máy bay B-52 đã bị bắn rơi tại Phủ Lỗ. Đêm hôm đó, trời vào đông rét mướt, vậy mà vai áo của tất cả những cán bộ trong phòng thì ướt sũng mồ hôi. Tin chiến thắng xé toang bầu không khí căng thẳng toàn tổng hành dinh. Tướng Giáp không kiềm chế được cảm xúc, đứng dậy đi thẳng ra ngoài Sở Chỉ huy. Ông ngửa mặt nhìn bầu trời cuối năm, muôn vàn ánh lửa ngang dọc màn đêm đen đặc. Đêm 20, rạng sáng 21, ta đã lập công xuất sắc, phóng 35 quả bắn rơi 7 B-52. Các vùng lân cận cũng chiến thắng giòn giã. Cuộc chiến càng thêm ác liệt trước sự điên cuồng của Mỹ. Tổng hành dinh làm việc hết sức khẩn trương, phần lớn phải làm việc dưới các hầm ngầm. Lực lượng cơ yếu, quân báo, tác chiến, thông tin hầu hết thức trắng, mắt ai cũng hõm sâu. Tướng Giáp gọi điện xuống các sư đoàn nói, cả nước đang hướng về Hà Nội, toàn thế giới đang hướng về Hà Nội. Từng giờ từng phút, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương theo dõi cuộc chiến này. Vận mệnh Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội. Đêm 26 tháng 12, địch huy động hàng trăm lần B-52 đánh phá Hà Nội. Đã có lúc căn hầm chỉ huy kiên cố của tổng hành dinh rung chuyển như động đất. 22 giờ 30 phút, tiểu đoàn 76 trung đoàn tên lửa 275 phối hợp với trận địa phòng không biến hai máy bay B-52 thành hai khối lửa khổng lồ sáng rực cả một góc trời phía nam thành phố. Một trong hai chiếc rơi ngay vào cửa hàng ăn Tương Mai, quận Hai Bà Trưng. Đứng giữa sân tổng hành dinh, tướng Giáp xúc động lặng người. Đêm 30 tháng 2, trời Hà Nội cuối đông, ngồi trong nhà D-67 duyệt thông cáo chiến thắng B-52 là giây phút suốt đời không quên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quý vị thân mến, phía dưới Hoàng Thành Thăng Long có hai công trình độc đáo gồm hầm chỉ huy tác chiến T-1 và hầm quân ủy trung ương D-67. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học cho biết qua quan sát, những căn hầm này có 4 giá trị nổi bật. Hầm là đối tượng di tích quan trọng, là bằng chứng lịch sử, hầm cũng chứa nhiều thông tin giá trị của di sản ký ức và di sản phi vật thể.